Chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Biz Link Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Chúng ta tiếp tục thực hành với lại các ký hiệu phiên âm IPA các bạn nhé. Đây là clip thứ hai, clip bài tập thứ hai. Mình vừa đăng một clip đầu tiên. Ở clip đầu thì các bạn sẽ chuyển từ ký hiệu phiên âm sang chính tả. Bài tập trong clip này thì khó hơn. Các bạn sẽ từ một bài thơ với chữ viết bình thường mà chuyển sang ký hiệu phiên âm IPA. Mình cũng lại lấy ở trong thơ của E.E. Cummings. Đây là tên của bài thơ Since Feeling is First. Mình rất thích tác giả này. Các bạn thấy tác giả E.E. Cummings phá vỡ hết thảy những quy tắc về chính tả, về ngữ pháp trong các sáng tác của ông. Ngay cả cái tên của mình, tác giả cũng không có viết hoa luôn. Dấu câu thì cũng không có theo những quy tắc chuẩn, nhưng mà mình rất là thích những bài thơ của ông. Giờ thì mình sẽ lần lượt chiếu từng dòng ở trong đoạn thơ này, và đến cuối cùng thì mình sẽ chiếu phần đáp án gợi ý là phần mình tự phiên âm theo giọng Anh. Nếu các bạn phiên âm theo giọng Mỹ thì có thể sẽ có một số chỗ khác. Từ bây giờ mình sẽ không nói gì thêm ở trong clip này. Các bạn cứ xem rồi lại dừng màn hình để luyện tập. Sau đó chúng ta sẽ đối chiếu câu trả lời các bạn nhé. Chúc các bạn ôn thi thật là tốt. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip sau.